Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Vân. Hôm nay Vân sẽ mang đến cho anh em một chiếc xe được mệnh danh là một chiếc xe quốc dân. Một chiếc xe có thể nói đã làm lên tên tuổi của Toyota. Vâng, đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chiếc Vios mà anh em đang nhìn thấy là chiếc Vios số tự động, phiên bản G, phiên bản cao cấp nhất. Được sản xuất năm 2017, động cơ 1.5, máy xăng, màu nâu. Chủ xe là cá nhân, biển Sài Gòn. Vẫn như thường lệ em sẽ quay một vòng xung quanh xe để anh em có thể phần nào đánh giá được chiếc xe. Xe vừa mới về là em tranh thủ cho lên sóng ngay để phục vụ anh em. Chính vì vừa mới về nên xe chưa được vệ sinh, mong anh em thông cảm. Nói chung chiếc Vios này về tổng thể là còn ngon lành và nó còn có một cái giá rất hợp lý, chỉ có dưới 448 triệu thôi. Và vẫn hỗ trợ anh em mua trả góp qua ngân hàng, nên anh em nào có nhu cầu thì hãy gọi ngay cho em nhé. Về nội thất thì phiên bản G sẽ được trang bị đầu DVD và điều hòa tự động nha anh em. Khi anh em nhận xe thì xe đã được vệ sinh sạch sẽ, nên anh em cứ yên tâm, lên nhận xe là chỉ có việc lấy xe về và chạy thôi.